Top 3 nước hoa nữ thu đông siêu quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn. Xin chào mọi người, là Thoa đây. Thế nào là quyến rũ? Theo Thoa, mỗi người sẽ có một quan điểm về sự quyến rũ khác nhau. Một cô gái đầy đặn, ăn mặc gợi cảm thì đối với bạn là sexy, nhưng đối với người khác thì đó là một thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng thì mới là gu của họ. Nhưng nhìn chung sexy, quyến rũ đều nói về một thứ gì đó rất là lôi cuốn, hấp dẫn, thu hút phải không nào? Và đối với Thoa, nước hoa là một thứ mang trong mình sức quyến rũ nhỏ giọt, không thể cưỡng lại. Dạo gần đây, Thoa có nhận khá nhiều câu hỏi từ các bạn nữ, và một trong những cái thắc mắc chung của các bạn là làm sao để lựa chọn ra những cái mùi hương nước hoa nữ mùa thu đông chuẩn nhất, thơm nhất. Vậy thì trước khi bắt đầu để tìm hiểu ra 3 chai nước hoa nữ mùa thu đông ngon nhất, thơm nhất, đỉnh nhất, thì Thoa sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chọn nước hoa mùa đông và mùa thu đông theo yêu cầu của các bạn nhé. Thứ nhất là hãy chọn hương nước hoa có mùi hương đậm và nồng ấm. Nếu như mà vào mùa hè hoặc là mùa xuân, mũi của chúng ta thích sự tươi mát, sảng khoái, thư giãn, thì vào mùa đông chúng ta cũng có thể có sự thay đổi về mong muốn đối với mùi hương của mình một chút. Trong đó có những cái mùi hương đặc biệt thích hợp với mùa đông, cụ thể như là các cái loại nước hoa có mùi hương nồng ấm từ hương gỗ này, hương hoa cỏ phương đông này, hay là mùi của gỗ đàn hương, gỗ hoắc hương, tuyết tùng, một số loại nốt hương có mùi hương đậm. Và nếu như mà bạn ưa chuộng các thành phần ngọt ngào thì nên sử dụng các dòng nước hoa có chiết xuất như là cà phê, hạnh nhân, cacao, caramel hay là vani, đúng không nào? Và với cái hương vị cay nồng thì là lựa chọn thích hợp như là các loại mùi hương như là đinh hương, quế, tiêu, gừng. Và mùi hương phương đông với hổ phách xạ hương là cái mùi hương đánh giá cao, bởi vì chúng để lại cái lớp hương có một cái màn êm dịu ở trên làn da của mỗi người sử dụng. Và cái yếu tố mà chúng ta cần phải chú ý ở đây đó là hãy chọn mua nước hoa theo sở thích. Một chai nước hoa mà dù có đắt đỏ đến đâu đi chăng nữa, nếu như mà bạn không thích thì đó cũng sẽ trở nên thừa thãi, có đúng không nào? Vậy nên bạn phải thật sự yêu thích cái mùi hương nước hoa đó thì hãy mua nhá. Đối với những chai nước hoa mà mình chưa rõ mùi, bạn có thể mua những cái phiên bản mini size như thế này, hay là những cái dạng nước hoa tester nhỏ để có thể là sử dụng trước khi mà mua size lớn để biết là có thích hay không. Và điều tiếp theo đó là hãy ưu tiên chọn nước hoa có nồng độ tinh dầu cao vào mùa đông. Bởi vì vào mùa đông thì bạn cần có những cái mùi hương nồng đậm hơn một chút này. Bởi vì cái dòng Eau de Cologne thì nó chỉ có chứa khoảng từ 1-3% là tinh dầu nguyên chất thôi, trong khi Eau de Parfum thì có chứa khoảng 15-20% tinh dầu nguyên chất. Nên là bạn có thể lựa chọn và cân nhắc. Và Thoa nghĩ rằng nếu mà bạn sử dụng tinh dầu nước hoa thì sẽ là một lựa chọn rất là thông minh cho mùa đông này. Bởi vì một chai tinh dầu nước hoa Pháp Jubilee thì thường là có chứa từ 98% tinh dầu nguyên chất, rất là phù hợp với mùa đông, và đặc biệt là nó lại lưu giữ mùi hương lâu hơn rất nhiều luôn. Ngay tiếp theo đây, đó chính là 3 chai nước hoa sẽ giúp bạn đạt được những điều mà bạn mong muốn trong mùa thu đông này. Jean Vanier đã từng nói rằng không giống như một món đồ trang sức đắt tiền chỉ để đàn ông ngắm nhìn từ xa, nước hoa sẽ tạo ra một khao khát mãnh liệt cho người đàn ông đứng cạnh bạn. Và đó chính là lý do vì sao phụ nữ chúng ta nên toát ra cho riêng mình một mùi hương quyến rũ. Và trong vô vàn những thứ mà giúp cho phụ nữ trở nên lộng lẫy và hấp dẫn thì nước hoa chính là vũ khí không thể thiếu, là thứ phụ kiện vô hình mà chúng ta chọn mặc lên trên cơ thể. Và trong thời tiết se lạnh như thế này thì hãy thử tưởng tượng mà xem, đó sẽ là một buổi sáng đi làm vội vã, một buổi hẹn hò dưới ánh nến lãng mạn và hoa, hay là những buổi cuối tuần họp lớp cùng với cả bạn bè, thì nước hoa chính là thứ mà góp phần không nhỏ trong việc giúp cho bạn trở nên tự tin, quyến rũ hơn, đặc biệt là để lại ấn tượng trong lòng người khác. Hãy tin Thoa đi, 3 chai nước hoa mà Thoa sắp giới thiệu sẽ giúp cho bạn là người sẽ đạt được thứ mà mình mong muốn một cách dễ dàng nhất. Và bắt đầu nhé. Điều đầu tiên, cái chai nước hoa mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là Sexy Girl by Jubilee. Đây, chai này Thoa dùng cũng đã khá là lâu rồi và khá là nhiều, nhưng mà nói chung là chưa bao giờ Thoa sẽ dừng dùng em nó. Mà Thoa nghĩ rằng là mọi người chỉ nghe cái tên thôi là đã thấy chúng quyến rũ vô cùng rồi. Sexy Girl by Jubilee, để xem mùi hương của nó có sexy đến mức như thế nào nhá. Wow, mùi hương này rất là gọi là muốn gợi lên hình thể một người phụ nữ mặc đồ bó sát, ôm, rồi quyến rũ.
Cái mùi hương này thì nó ngọt ngào theo kiểu nhẹ nhàng và quyến rũ khó cưỡng đối với cả cánh đàn ông. Và nếu như mà bạn mà là một cô gái yêu mùi ngọt ngào, thích sexy, thích bốc lửa thì chắc chắn Sexy Girl by Jubilee sẽ sexy và bốc lửa để cho chị em lên một cái level mới rồi. Và để mà nói về tổng thể mùi hương thì mở đầu đó là sự ấm áp béo ngậy của một chút hương kẹo ngọt này, một chút hương hoa hồng này, hoa nhài này, và cuối cùng bạn sẽ thật sự là bị cuốn hút bởi một chút tông hương gỗ nữa. Và khi ngửi thì bạn sẽ thấy nó rộ lên một chút hoa trắng, một chút vani, kẹo ngọt. Đó chính là cái mùi hương mà các bạn không thể bỏ qua dành cho các cô nàng yêu thích sự ngọt ngào, trẻ trung, nữ tính nhưng mà không kém phần gợi cảm và quyến rũ nha. Và chai nước hoa tiếp theo mà Thoa muốn nhắc đến ở đây đó chính là La Viet Belle by Jubilee. Chai thứ hai mà nằm trong danh sách ngày hôm nay chắc chắn không thể bỏ qua em này, bởi vì gọi là đây là mùi đàn bà ngọt ngào. Không biết là chị em có thích những cái thiết kế của những chai tinh dầu nước hoa mini 12 ml như thế này hay không, nhưng mà Thoa cực kỳ ưng ý bởi vì là nó rất là tinh tế, nhỏ gọn, đơn giản nhưng mà lại sang, vẫn toát lên cái sự sang trọng và tiện lợi. Đấy, đi ăn cưới hay là đi chơi hay là đi hẹn hò lấy ra sức một cái thì rất là tiện lợi đúng không nào? Vừa thơm, vừa nhanh gọn gàng, tiện lợi và đảm bảo rằng sẽ có người hỏi bạn rằng là mua nước hoa ở đâu mà vừa tiện, vừa thơm mà lại sang như thế. Về mùi hương của em La Viet by Jubilee này thì thật sự là ấn tượng. Đây phải nói khẳng định là mùi hương của người đàn bà từng trải, ngọt ngào. Và để nói ba từ thôi là ngọt đỉnh của đỉnh luôn. Khi mà ngửi thấy cái mùi hương này ấy, thì trong đầu Thoa lập tức nghĩ đến một người đàn bà từng trải, sexy, quyến rũ, mặc chiếc váy body kèm theo một bờ môi gợi cảm, lại còn sức lên La Viet by Jubilee nữa thì hết nước chấm, không còn gì để nói luôn. Và với đặc trưng hương thơm ngọt ấm nhưng mà không quá là nồng nàn gay gắt đâu, đến từ hương hoa nhài, hoa cam, vani, kẹo chocolate nhân hạt thì La Viet by Jubilee sẽ mang lại cho phái đẹp một kiểu cách gợi cảm rất ngọt ngào, rất lãng mạn, pha chút ma mị. Mỗi cái mùi hương của nó khác rất nhiều so với những chai nước hoa ngọt ngào ở ngoài kia, bởi vì Toàn nghĩ nó sẽ làm cho chị em của chúng mình nổi bật và thu hút hơn ở trong đám đông đấy. Và một siêu phẩm cuối cùng, mọi người không thể không nhắc đến em Coco by Jubilee. Chai này sẽ không quá gợi cảm quyến rũ như là Sexy Girl, và nó cũng không quá là ngọt ngào như là La Viet by Jubilee, nhưng mà chắc chắn khi mà bạn sức lên, người khác sẽ phải ngoái lại nhìn bạn. Và tất cả những gì mà chị em cần phải làm đó là hãy sử dụng chai nước hoa này lên, mở nắp ra và sức lên trên tay, cổ hay là bất cứ nơi nào mà mình muốn được đối phương hôn. Ok chưa nào? Đây là mùi hương Coco by Jubilee, là tổ hợp của rất nhiều nốt hương, mỗi thứ một chút thôi, nhưng mà đó là sự pha trộn hỗn hợp của hương hoa cỏ này, vani này, hoặc hương xạ hương, tạo nên một hương thơm vô cùng sang trọng quý phái, nồng nàn một chút. Ở nốt hương cuối thì có một sự pha trộn khá là khéo léo, một chút ngọt của vani. Và ba chai nước hoa ngày hôm nay thì Thoa vừa review nó có kiểu dáng rất là nhỏ gọn, tiện lợi và đặc biệt là nó lưu giữ mùi hương thì cực kỳ lâu, 8 cho đến 24 giờ trên cơ thể và 1 cho đến 7 ngày trên quần áo, vải vóc. Và ở trên các kênh mua sắm online thì rất là đa dạng, thật giả lẫn lộn. Vì vậy, cái việc mà mình phải lựa chọn ra mua những cái chai nước hoa chính hãng ở đâu mới là điều quan trọng giúp cho bạn tránh được sai lầm khi mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Hãy là người tiêu dùng thông thái khi lựa chọn nước hoa nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này của Thoa ngày hôm nay. Nếu như mà bạn thấy hay thì hãy nhớ ấn thích và theo dõi Thoa để ủng hộ Thoa nhé. Và đừng quên là hãy đón chờ những cái video hữu ích tiếp theo của Thoa. Xin chào và hẹn gặp lại!